Các bạn muốn mua nhà đất trực tiếp chủ không qua môi giới, vậy thì bạn đến đúng nơi rồi. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây, cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà. Chào mừng các bạn đến với xem nhà online, kênh YouTube review nhà đất không phải môi giới. Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 2 tầng hẻm xe hơi ở bên quận 10. Nhà số hồng riêng luôn mà giá chỉ có 3 tỷ rưỡi thôi nha mọi người. Nhưng mà mọi người lưu ý một điều á, là căn nhà này chủ nhà đang cần bán gấp, cho nên là có thể thương lượng mạnh cho khách mua nha. Thì hiện tại em đang đứng ngay cái đường này là đường Thành Thái ở bên quận 10. Nếu như mọi người đi thẳng là đẳng đó, tầm khoảng chừng là 200m thôi là mọi người sẽ tới được ngay đường 3 tháng 2. Và chúng ta cách trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của bên quận 10, thì khoảng vài trăm mét thôi nha. Thì bên đây nè, đây là cái hẻm số 7. Hẻm số 7 Thành Thái á, là cái hẻm mà có căn nhà ngày hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người. Cái hẻm này là đối diện ngay trường trung học Nguyễn Khuyến nha mọi người. Và kế bên của nó đó, đó là mọi người thấy là có một cái nhà hàng đồng quê nè mọi người. Đó thì bây giờ em sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người. Như mọi người thấy không, cái hẻm vào là cực kỳ rộng luôn. Nè, chỗ này là xe hơi xe tải đều được 2-3 len luôn nha. Hiện tại em đang chạy vào cái hẻm này là hẻm số 7 Thành Thái nha mọi người. Đây là một cái hẻm rất là rộng. Đó, xe hơi xe tải gì đó là đi được khoảng chừng 2-3 len và tới tận nhà luôn nha. Thì mặc dù đây là hẻm á, nhưng mà nhìn rất là giống mặt tiền, không thua kém mặt tiền luôn. Bởi vì trong đây á, là cư dân qua lại cực kỳ sầm uất nha. Và trong đây á, là kinh doanh đủ mọi là ngành nghề luôn nha mọi người. Trong đây là mình có thể vừa ở, vừa cho thuê, hay là mình tự kinh doanh được luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Cực kỳ sung luôn nha. Mọi người chạy đâu đó tầm khoảng 200m nữa, nhìn bên tay phải thấy căn nhà màu trắng này nè, là căn nhà ngày hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người nha. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 7/64 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Cái đường trước nhà của mình nè, mọi người thấy không? Chỗ này là phải rộng hơn 6m và xe hơi, xe tải là tới được tận nơi luôn nha mọi người. Đó, và mọi người coi là cái mật độ xây dựng xung quanh nè. Cao đó là tầm 4-5 tầng nha mọi người, rất là cao. Thì đường trước nhà của mình rất là rộng và không hề có lỗi phong thủy như là cống hay cột điện gì hết nha. Và đường chỗ này là đường mới nâng luôn nha mọi người. Đó, nhưng mà nhà chúng ta vẫn là cao hơn mặt đường tí xíu. Đó, cao hơn đâu đó tầm 3-4 phân á. Nè mọi người xem nè. Đó, đường rất là rộng nha. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em có để bên góc trái video. Mọi người cứ xem trực tiếp nha. Nhà mình là sổ hồng riêng và hiện tại là nhà trống, cho nên là có thể giao dịch và bàn giao nhà bất kỳ lúc nào cũng được nha mọi người. Đây là không gian bên trong nhà. Thì ở đây là chủ nhà có trang trí là một bộ ghế sofa, và trên đây á là có làm dạng đèn chiếu á mọi người. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Còn phía sau sẽ là khu vực bếp và nhà vệ sinh. Đây bếp nha mọi người, đầy đủ tủ này nọ luôn nha. Đó. Rồi, cuối nhà sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha mọi người. Đây là nhà vệ sinh nè. Và mình ngó sơ một vòng từ trong nhà ra ngoài nha mọi người. Hẻm rất là rộng luôn, thấy không? Đó, rất là rộng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên lầu trên cho mọi người xem nha. Thì ở đây á là mình có một cái kho nè mọi người. Đây, một cái kho cũng rất là rộng nha mọi người. Đó, thì nói chung là nhà này á, là thích hợp cho gia đình nào á mà có tài chính tầm 2-3 tỷ mà muốn mua nhà ở trung tâm nha mọi người, mà hẻm xe hơi luôn, thì em nghĩ rất là thích hợp nha. Đây là không gian ở trên lầu 1 mọi người. Đó, nó rất là rộng nha. Chỗ này là mình có thể là một cái phòng ngủ hoặc là phòng làm việc cũng được. Và ở đây á là mình có thêm một cái gác ở trên nữa nè mọi người. Đây là một cái gác ở trên lầu 1 nè. Đó, nói chung là cũng đầy đủ lắm nha. Ở đây là chủ nhà có trang bị thêm máy lạnh cho mình nữa nha mọi người. Ngoài đây là chúng ta có ban công để nhìn ra ngoài nè, thấy không? Đường trước nhà là cực kỳ rộng luôn nha mọi người. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.